Tức là bây giờ em quyết định là em cho bé này. Dạ. Thì anh mới hỏi là bây giờ là gia đình bên nội là đã không có chấp nhận là cái này là con là cháu ruột rồi. Thì dạ. bên nội là người ta đã không có chấp nhận là người ta có thể là em cho rồi. Thì bây giờ là bên mẹ của em á, là bên bà ngoại á, là dạ. bà ngoại cũng đang rất là buồn. Mà khi mà nói tới cho bé này là khóc. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mẹ quyết định là cũng nó phân vân giữa hai thứ. Một là cho thì không có thể nào mà nuôi nổi là nên bắt buộc phải cho. Tại vì mẹ thì không có kinh phí để lo ăn uống cho hai đứa nhỏ này, và kể cả mẹ luôn trong ngôi nhà này thì không có sữa để cho bé bú, và tã thì cũng không có luôn. Còn nếu như mà cho thì bên bà ngoại rất là tội nghiệp bà ngoại ngày nào cũng khóc hết. Đó, nó cũng khổ gì đó. Mà bây giờ là khán giả người ta tức là người ta hỏi tại sao chồng em bây giờ nó ở đâu và nó làm gì. Em kể lên cho anh nghe coi. Chồng em á, hôm lúc mà đi biển á, giờ lúc đi ra biển được mấy tháng á, thì nghe nói là bị bắt rồi. Tại sao bị bắt là sao? Anh không hiểu. Anh thì đánh bên Mã Lai, đánh lậu bên Mã Lai á. Đánh lậu bên Mã Lai bị bắt dạ. nha. Rồi. Anh có gọi cho em, anh nói vậy. Rồi á, em mới gửi cái bằng phán của bà chồng em đặng cầm là 195 triệu, đặng trả đặng lo cho ảnh đi về. Rồi về được không? Về anh về được à, về được anh về được rồi cái rồi. Anh đi vô năn nỉ bán đất ở trong ba chồng em cho là 2 con đất cái bán nữa. Đất dạ à. Về cho mà vô tổng là ba chồng em không có cho bán à, tức là xin vô tổng bán đất để trả số tiền 190 triệu đó, 95 triệu đó mà gia dạ. ba mẹ bên chồng là không có cho. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi chồng em mới nói với ba chồng em á là em ông em bỏ kia đây nè. Nó bị nực á, nó bị nực để anh bắt quạt. Rồi nè mát rồi nè. Rồi sao? Rồi cái mới đem đi về cái ảnh nói với ba chồng em á là ông cho tôi bán đất á, ba không cho con bán á, thì con đi bán nặng nên con chủ con bán về. Cái ảnh mới đưa ảnh con em thì chỉ nghĩ là ảnh nói như vậy thôi, ảnh không đi. Nhưng mà tới khi ảnh lên mạng á, vô mấy cái hội mà hiến thận bán thận nữa bên Thái Lan á, rồi ảnh mới tìm rồi nhắn tin với người Lúc ta. Đó là em có hay không? Em không có, không hay âm thầm hay sao? Em hay, ảnh nhắn tin nhưng mà em nghĩ là ảnh sẽ không đi. Tại vì là cận Tết rồi, ảnh rất là thương con bé này. Anh đi về tối nào ảnh cũng ẩm, chiều ảnh ẩm đó, bằng đêm ngủ nó òi là ảnh thích gì ảnh canh. Dạ. Rồi cái mới đi, ảnh đi rồi bảo ảnh sẵn đồ đi. Em hỏi anh đi đâu. Ảnh đó là ảnh mới đi lên, anh nói là với em là ảnh đi Sài Gòn, ảnh đi làm. Ảnh đi Sài Gòn làm rồi tới chừng mà đi lên chỗ ảnh tới 3 khuya 10 giờ lên xe. Mà tới 3 giờ chiều không điện không được. Em hỏi anh đang ở đâu. Rồi ảnh mới gửi cho em cái định vị là ảnh nói là ảnh đi hiến thận. Em bán thận rồi lấy tiền trời bằng phán lại. Rồi lúc đó em sao? Em không tin luôn, em không tin vô là mình nghe vậy luôn. Rồi em sợ, em mới khóc. Rồi em mới kêu thằng em của em á điện cho ảnh là hỏi ảnh đi đâu. Ảnh mới gửi cái định vị với ảnh nhắn tin cho em. Rồi mấy cái tin nhắn em gửi cho Hiếu đó. Dạ. Rồi cái ảnh nói là một hồi chừng 2 tiếng ngồi sau ảnh mới điện cho em. Em điện cho ảnh, ảnh không bắt máy. Không bắt máy luôn. Ảnh chỉ nhắn tin thôi, ảnh nói là anh bị người ta gạt rồi. Cái đoạn ghi tin nhắn của ảnh với cái người mà dắt ảnh đi á, là người ta nói đi qua khỏi cổng biên giới đi là người ta sẽ chuẩn được 50 triệu. Là trước tiên là ảnh nói 50 triệu là cũng sẽ giải quyết được tiền lời với trả một ít cho người ta. Đăng nhà mình ăn Tết. Đó, rồi cái đi qua bển mà không ứng được mà bị cái người dắt đi, người ta lấy tiền trong cái bên cái người mà mua công mình làm đó là 170 triệu. Dạ. Là tức là bây giờ là em muốn chuộc chồng em về là em phải tốn 170 triệu. Dạ, nhưng mà bây giờ em không có khả năng để lo một phần chuộc đó. Tại vì trước tiên em chỉ là lo cho con bé này với 2 bé nhỏ đi học thôi. Chứ em không có xin cộng đồng mạng giúp để chuộc chồng em về. Là em không có phải là xin cái bây giờ nếu đó. Như mà chồng em không chuộc chồng em về thì ở bên đó là chồng em sẽ làm không công một năm. Một năm rồi là sẽ quay trở lại bình thường. Dạ. Thì cái này á cũng không biết nói làm sao, tại vì mình cái vấn đề này mình cũng không có rành lắm của chú anh chị. Tức là đó, thì ngày hôm nay là cái câu chuyện của chồng bé như vậy đó.
Nó nên ngày hôm nay là mình muốn nói cho cô chú anh chị mình biết là cái việc bán thận á, cô chú anh chị, nó có rất là nhiều cái mâu thuẫn lắm, nên là mọi người khi khẩn trọng về cái vấn đề này. Và khi em có biết là cái hậu quả của việc bán thận khi mà cắt hết một quả thận này sẽ như thế nào không? Em sao em không khuyên chồng em lúc đó? Em nói là ảnh, em nói ảnh thì ảnh nói là chỉ nói vậy thôi, nhưng mà em không nghĩ là ảnh sẽ làm điều tới cái thời điểm như vậy. Đó cả nhà, thì ngày hôm nay là Hiếu chia sẻ cho cô chú anh chị đó, và lý do tại sao mà ngày hôm nay bé này là bắt buộc phải muốn cho cô bé thiên thần này nè đi đó cô chú anh chị, để không có khả năng nuôi được nữa đó. Và ngày hôm nay chia sẻ như vậy, thì cái số điện thoại á, của Hiếu lúc nào cũng để trên màn hình á, cô chú anh chị cứ gọi là Hiếu sẽ nghe ngay lập tức thôi. Và rất là mong mọi người khi xem được clip này, mọi người giúp đỡ cho gia đình bé để có được tã sữa cho bé hiện tại tạm thời. Và trong thời gian đó thì bé này khoảng 6 tháng nữa mới đi làm được, và cuộc sống nó mới có trở lại bình thường được cô chú anh chị. Và cảm ơn mọi người. Bây giờ một là cho em, còn hai nữa là con phải đi với chú Hiếu. Con quyết định đi. Không được, bây giờ nếu mà giờ con không đi đúng không, chú Hiếu sẽ bắt em. Thấy như sao? Hả? Không biết hả? Giờ quyết định đi, chọn một trong hai thôi, một là em đi, hai là con đi. Hả? Nha, bây giờ con đi đi. Nha, giờ về nhà chú Hiếu nuôi. Vậy thôi em đi. Chú Hiếu cũng đâu có sữa mà cho em bú được hả? Có mà, chú Hiếu có sữa. À, chú Hiếu có sữa đó là uống, chú Hiếu uống vô là bé hành bê đê luôn á. Uống bê đê, hành bê đê luôn hả? Vậy cho chú Hiếu mua sữa bình. Mua sữa bình thì được. Mua sữa bình thì được ha, vậy là chấp nhận ha, vậy là về cho em đúng không? Quyết định chưa? Rồi đứng đâu ngước mặt lên coi quyết định là sự quyết định đâu. Ok nè, bắt tay. Cho em đúng không? Quyết định chưa? Bật tay một cái là bồng đi liền. Sao? Bé lớn suy nghĩ sao? Không cho đâu hả? Mà đứa nào ở nấy nó xinh như thiên thần vậy nè. Mà sao đen dữ vậy? Đi chơi dữ lắm sao đen dữ vậy? Đi học quá hả? Đi học ra ngoài nắng nhiều hả? Sao khóc? Thương em hả? Mà bây giờ nè, bây giờ biết rằng là con thương em, nhưng mà bây giờ mẹ không có tiền là mẹ nuôi, bây giờ mẹ phải cho người ta nuôi thôi chứ giờ làm sao? Bây giờ nè, cô chú ở trên này nè, con nói sao cho cô chú nghe đi. Con nói sao, cái ý trong lòng con muốn sao? Ngước mặt lên cho chú coi coi. Hả? Không muốn cho em con hả? Nhưng mà bây giờ mẹ không có đủ sữa để cho con bú, cho em bú rồi giờ sao? Giờ em mới mốt em còi em cọc làm sao tội nghiệp em. Mẹ con kêu mẹ gán ăn vô. Mẹ kêu mẹ gán ăn vô hả? Dạ. Giờ mẹ gán ăn mà giờ có tiền đâu bạc đâu mà ăn. Tại vì cô chú anh chị là mẹ không có làm gì được hết trơn, tại vì mẹ mới có 1 tháng 10 ngày đâu có làm gì đâu ra tiền đâu mà ăn. Rồi sáng giờ hai chị em ăn gì rồi? Dạ mấy con ăn mì. Mì hả? Mì gói hả? Trời đất ơi. Bây giờ là con muốn giữ em lại đúng không? Ừ. Con muốn giữ em lại thì bây giờ là chỉ có cách là mẹ phải đi làm để có tiền được mới có sữa để cho con, cho em bú rồi mới giữ em lại được. Thấy không? Thương lắm cả nhà, bây giờ là Hiếu cũng không biết sao nữa. Dạ kính thưa cả nhà thân mến, thì ngày hôm qua là ngày 26. Ngày 26 Hiếu có đăng tải nội dung trên mạng là em việc em cho cô bé này. Dạ. Và rất là nhiều cô chú anh chị thương và có gửi cho em một ít tiền để em trang trải cuộc sống tạm thời, và em có thể trả được số nợ bên đó. Dạ. Nè, thì ngày hôm qua đã đăng tải nội dung đây, thì Hiếu có ghi tất cả các danh sách trên đây hết trơn cô chú anh chị. Đây ngày 26 tháng 2 2024, hoàn cảnh Tuyền cho con 1 tháng tuổi. Thì cảm ơn chị Nguyễn Thị Trang Đài
300.000, Lưu Văn Toàn 300.000, Mạnh Thường Quân ẩn danh là 500.000, Zalo Phúc Thịnh An là 1.000.000, chị Lê Thị Xuân là chị Linh ở bên Úc á là chuyển cho em 2.000.000 nữa, là tổng cộng là 4.100.000. 4.100.000 mà Hiếu và quên nữa, của chú chị một cái phần quà này là của chị Trần Mai, chị gửi cho em ăn Tết nè, chị Trần Mai là phần quà này. Và Hiếu cũng được sự tin tưởng của chị Phúc Thịnh, cái số Zalo là Phúc Thịnh An là 1.000.000, mà chị nói Hiếu là thôi mua giùm chị 500.000 gạo đi. Làm gì chăng nữa đi nữa, có thiếu thốn chăng nữa thì mình vẫn có gạo để mình ăn được. Là chị chích cho 500.000, là em còn ở đây là khoảng 3.600.000. Là tổng cộng là 4.100.000, 500.000 là còn 3.600.000 em ha. Rồi thì bây giờ anh sẽ trao lại cho em là số tiền là 3.600.000 để em lo cho bé tạm thời. Mà bây giờ 3.600.000 này nè, em tính là trả tiền xanh của bé này hay sao? Trả tiền xanh của bé là trả liền bây giờ mới được hay sao? Trả bây giờ hay là mới được hay là qua Tết? Em tính nói là em trả đỡ 2.000.000. Trả đỡ 2.000.000 ha. Chiều lại mua đồ Tết cho mấy đứa. Mua hai đứa em chưa mua. Hai đứa chưa mua đồ Tết luôn hả? Dạ. Con có đồ Tết chưa? Con có đồ mới chưa? Con có đồ mới chưa? Dạ chưa luôn hả? Con ngồi sát ở đây với chú nè. Ngồi sát ở đây nè. Đứa nó chưa có cái gì mà quên, trong nhà có gì đâu ăn đâu mà tiền đâu mà mua. Nên khát sữa hả? Dạ. Khát sữa thì cho bú đi. Cứ cho bú đi. Cảnh thưa cả nhà thì còn là tổng cộng là còn 3.600.000, anh sẽ gửi 3.600.000 này. Thì bây giờ em nói với cái chị bên kia đi. Dạ. Là tạm là bây giờ cho trả 2.000.000 trước đi. Dạ. Trả 2.000.000 trước đi, rồi vài hôm nữa đi rồi anh sẽ kiếm cách anh sẽ trả thêm 1.000.000 đó nữa. Dạ. Rồi cho mẹ con là giữ lại 1.000.000 đi, là để cho em mua đồ cho hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi Tết còn có cái đây trong nhà để ăn nữa, thấy không? Dạ. Nè, 1.000.000 nè, cầm với chú anh nè, 2.000.000 nè. Dạ. 2.500.000 nè. Dạ. Nha. 2.500.000 nè. 3.000.000 nè. Dạ. 3.600.000 đúng không? 2 4 nè, 6 nè. Rồi nè, 3.600.000 nè, đếm lại giúp anh ha. Dạ. Trả 2.000.000 trước. Dạ. Bây giờ cái nhà chị ở đó ở đâu? Em bên đây. Có thể nào mà kêu chị đó qua đây mình trả luôn được không? Bà đi làm chưa có về. Bà đi làm chưa có về đúng không? Dạ. Rồi mình trả đó còn dư là 1.000.000. Dạ. Còn dư còn 2 3 5. Còn 1.600.000. Còn 1.600.000 là mình để mua hai cái đồ cho hai đứa nhỏ nè. Dạ. Rồi tạm thời là mua tả đây, mua. Dạ. Tả cho em trước. Dạ. Rồi sữa nếu mà không được á, là nếu mà em không thấy cảm thấy không có sữa được á, đi mua hộp sữa đi. Rồi còn dư hay là ít hay nhiều gì đó thì cái gì báo cho anh. Nghe. Dạ. Chưa? Rồi có gì đó anh trích cho mình tiền Mạnh Quân anh cho nữa. Dạ. Thấy không? Anh cho tạm thời như vậy đi. Dạ. Đó. Rồi cảm ơn ngày hôm nay á, chân thành là cảm ơn tất bà cả cô chú anh chị mình đã theo dõi và cũng như đang xem video này. Thì Hiếu sẽ luôn cập nhật cái tình hình của cô bé thiên thần này cho cô chú anh chị mình biết. Và ngày hôm nay thì em có muốn lời gì để nói với cô chú anh chị trên đó không? Dạ. Trước tiên em cảm ơn Mạnh. Nói lớn lên, nói lớn lên. Trước tiên mình cảm ơn Mạnh Thường Quân cô chú để giúp đỡ cho mẹ con em cái số tiền này. Ừ. Để trả cho người ta với trả tiền xanh ha. Dạ, với tiền mua sữa với mua tả cho bé. Ừ. Em rất cảm ơn anh. Cảm rồi. Ơn Quân nhiều. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thì cả nhà cũng đăng ký kênh ủng hộ để Hiếu tiếp tục mà giúp đỡ được cái hoàn cảnh của mẹ con này. Thì em bây giờ là em khoảng còn 6 tháng nữa. Dạ. Tại vì em mới sinh đây là chỉ có 1 tháng 10 ngày thôi. Dạ. Em còn ít nhất cũng phải tầm 6 tháng nữa thì em mới có thể đi làm được, em mới nuôi được ba đứa nhỏ này. Dạ. Đó. Tại vì hiện tại mẹ con sống này có một mình thôi, còn chồng thì sẽ làm một clip tiếp theo để sau nói về vấn đề chồng. Chồng thì hiện tại không có ở đây rồi cô chú anh chị. Và hẹn quý vị cái clip tiếp theo đi, rất là dài rồi hai cô chú anh chị. Xin chào.